Xin chào quý khách. Trên màn hình của quý khách đang xem, đây là những cái hũ mật ong. Đây là mật ong cà phê. Thì như những cái bài viết hay là những cái hình ảnh mà tại Nhật Trường Quan Tâm có giới thiệu về cái loại mật ong này, thì theo tôi cái mật ong này là mật ong chất lượng. Cái thứ hai là cái giá thành nó cũng phù hợp. Hiện nay thì những cái mật ong rừng á, thì thực tế thì về chất lượng thì mình khó kiểm soát. Ngoài ra thì cũng chất lượng giảm dần theo thời gian, bởi vì nhu cầu của người mua mật ong rừng thì rất là nhiều, nên là chất lượng lúc này lúc khác. Còn mật ong cà phê thì đặc điểm ở Tây Nguyên thì có rất là nhiều cái vườn cà phê, bạt ngàn cà phê, nên từ đó thì cái hoa cà phê cũng rất là ok. Thì từ đó thì có cái dòng sản phẩm là mật ong cà phê. Thì tại Nhật Trường Quan Tâm thì chúng tôi giới thiệu ra cái loại mật ong này. Thứ nhất á, thì cá nhân tôi thì cũng dùng cái mật ong này hàng ngày và tôi cảm thấy nó chất lượng. Cái thứ hai là mật ong này nó so về những cái mật ong khác. Thứ nhất là đây là mật ong màu nâu cánh gián nha quý vị. Đây. Cái thứ hai là khi mà mình để thời gian nó không bị đóng đường. Và cái nữa là khi mà mình cho vào tủ lạnh á thì nó không có bị đông. Đây thì nó không có bị đóng đường. Và cái hũ mật ong, cái chai mật ong này thì tôi để cũng khá là lâu rồi đó, chắc cũng tầm 1 năm, cả ở ngoài và bỏ trong tủ lạnh là không bị lên đường và màu sắc nó còn vẫn là giữ nguyên. Thì rồi để tôi quay cái muỗng mật ong kém chất lượng cho quý vị coi. Thực tế thì để mà phân biệt những cái mật ong mà kém chất lượng á thì chỉ có một phương pháp. Thứ nhất là mình chỉ có là mình nếm thôi. Thì quý vị nào đã dùng mật ong rừng hay là mật ong chất lượng thì quý vị có thể thấy được, quý vị cảm nhận được là cái mật ong đó chất lượng, mình uống vô là mình biết. Còn những cái mật ong mà uống vào, thứ nhất là nó rất là ngọt. Cái hai á là bởi vì sao? Là bởi vì họ nuôi là đường. Đây là một mật ong tôi có mua thử thì ở cái vườn cao su, thì người ta là nuôi đường nên là khi mà cho vào tủ lạnh á, nó đóng đường ở lớp đường ở dưới đáy như thế này nè. Cái thứ hai là khi mà mình cho vào tủ lạnh là coi như là nó đóng đường, là coi như là một cái lớp y chang vậy luôn, chứ không phải là đó. Và uống vào thì rất là ngọt, ngọt liệm luôn. Thì đó là mình biết đó là mật ong đường. Và ngoài ra thì thường là nhiều người họ pha cái mật ong kém chất lượng vào thì rất là nhiều. Còn cái mật ong mà cà phê, đây quý vị thấy đó là mà để tủ lạnh rồi này nọ thì nó không sao. Và khi mà mình dùng thì mình thấy nó ok. Mật ong thì khi mà vào mùa buổi sáng thì mình có thể mình pha với nước nóng, hoặc là mình kết hợp ví dụ như là chanh, gừng hoặc là sâm dây thì mình dùng thì rất là ok. Thì quý vị có thể là dùng cái sản phẩm bột tại Nhật Trường Quan Tâm hoặc là nấu lên cũng được, thì nó mất thời gian hơn. Thì mật ong á thì đương nhiên rồi, mật ong cà phê như thế này thì nó sẽ không bằng như là mật ong rừng. Trước năm 2013 thì có rất là nhiều quý khách là biết là bên chúng tôi là cung cấp cái mật ong rừng là chất lượng, nhưng mà sau một thời gian thì về cái mật ong rừng á, thì tôi cảm nhận nó không được như xưa nữa, nó là mình ngưng làm. Thì bây giờ thì mình giới thiệu cái dòng mật ong cà phê thì về chất lượng thì nó gọi là khá ổn so với tầm giá, giá nó cũng hợp lý để mình dùng hàng ngày. Cái thứ hai thì mình uống vào á thì nó không gọi là ngọt mà nó cũng có cái vị thanh thanh. Tức là nó tức là mật ong rừng á thì uống vào thì nó rất là thanh. Còn cái mật ong mà cà phê á thì mình uống vào thì nó có vị thanh và cũng vị ngọt. Ngọt ở đây thì nó không ngọt quá như những cái mật ong nuôi. Và ngoài ra thì mình để lâu thì nó vẫn còn giữ nguyên màu sắc. Thì đó là mật ong chất lượng.
thì tôi có quen một ông anh á, thì ổng chuyên đi xuất khẩu cái mật ong qua châu Âu á, thì cái mật ong mà như thế này, mật ong cánh gián, thì được châu Âu rất là ưu chuộng sử dụng bởi vì nó không có bị đen. Ngoài ra thì để xuất đi châu Âu thì cũng có những cái yêu cầu về những cái chỉ số của nó. Thì về mật ong thì tôi cũng đã sử dụng rất là nhiều, và riêng về dòng sản phẩm này thì theo tôi thì rất là ok, về giá thành cũng là ổn. Quý khách hàng tại Nhật Trường Con Tum có thể là mình tham khảo để mình sử dụng. Còn về mặt ong rừng thì hiện nay thì khó biết về mặt ong rừng, bởi vì là thực tế thì khi mà người dân họ đem xuống, thực tế là mình nếm là không có ok như xưa nữa, đó là vậy. Nên là tôi ngưng làm là vậy, bởi vì là bên Nhật Trường Con Tum thì khi mà hàng gửi đi là cam kết khách hàng là chất lượng thì mới gửi. Rồi, xin cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Và để đặt hàng thì quý vị có thể vào website là nhattruongcontum.com hoặc là samtuonglinh.com để mà tham khảo cái sản phẩm là mật ong, cà phê. Ngoài ra thì có thể là kết bạn Zalo 0906 968 923. Tôi sẽ tư vấn cũng như là trả lời những thắc mắc của quý khách hàng. Xin cảm ơn.